Hôm nay em xin gửi đến cho mọi người xem một cái bình trà rất là to. Nó là một trong những cái món đồ cổ của đời nhà Thanh, làm cho thị trường Việt Nam chúng ta. Đây là một trong những cái bình trà nó to, mà to quá khổ luôn, to cực kỳ. Đây, các bác thấy cái vòng tay của em này. Đấy, hai vòng tay mà ôm không hết. Đấy, rất là to. Men trắng gạo nếp rất là đẹp luôn. Màu xanh rất là đẹp luôn. Tình trạng thì nó có một tí vảy nhẹ ở trên mép vòi như thế này. Đấy, còn ngoài ra là lành hết. Ở dưới cái mép dưới cái mép nắp á thì nó có một cái vết vảy nhẹ như thế này thôi, còn ngoài ra là lành 100%. Đấy. Đây là nắp. Tình trạng gọi là lành đến 99%. Đấy, qua thời gian 5 tháng này, các bác thấy ngay cả cái quai đồng rồi. Ngay cái quai đồng mà xịn cổ nó cũng đã bị oxy hóa, huống chi là đồ sứ người ta giữ qua mấy trăm năm như thế này cũng gọi là tương đối rồi. Cái đây là một trong những cái điển tích, nó nói về đề tài là phúc ẩn. Long ẩn thì chúng ta có thể là gặp nhiều rồi đấy, nhưng mà phúc ẩn thì chúng ta rất là ít gặp. Đấy, đề tài phúc ẩn. Và em xin nói thêm là cái bình trà này các cụ ngày xưa phải giữ cực kỳ kỹ, bởi vì là người ta giữ kỹ như vậy thì cái men tràm, cái chất đồ nó vẫn còn bóng đẹp và giá trị. Đấy, các bác thấy này, con dơi này, dơi là biểu tượng cho chữ phước này, dơi bay trên mây gọi là dơi đành vân, có nghĩa là bay trên mây. Đó, rất là đẹp, rất là to, bình rất là to, rất là đẹp luôn. Đây là cái chôn này là chôn chuẩn cổ của cái bình trà cổ vẽ phúc ẩn nha mọi người nha, to cực kỳ luôn. Và đây nó là một trong những cái món đồ cổ mà nó giá trị, nó bình dân, đẹp, lành lặn. Thì bác nào mà có cái nhu cầu muốn hữu duyên một cái bình trà cổ đời nhà Thanh chính hiệu như thế này thì cứ liên hệ kết nối với em để mà mình được hữu duyên, mình được sở hữu một cái món đồ chuẩn cổ chân chính như thế này nha. Đấy, nó vừa đẹp, vừa chất lượng, vừa đủ gọi là dư tuổi cổ luôn. Đã là đồ cổ thì nó dư tuổi cổ, bởi vì xác định một cái món đồ cổ thì nó chỉ trên 100 năm thì nó đã cổ rồi, mà cái đây đã mấy trăm năm rồi. Đấy. Người xưa người ta vẽ phước ẩn là nó có một cái ngụ ý, đó là muốn gia chủ là được có phúc, có tài lộc vào nhà. Thì người xưa người ta quan niệm rằng là có chữ phước là luôn luôn gặp may mắn, luôn luôn gặp may mắn, gọi là phúc lộc vào nhà đấy. Chúc chủ nhân được sở hữu được trọn vẹn đấy. Và bác nào yêu thích thì cứ liên hệ kết nối với em để mà được sở hữu một cái bình trà to, đẹp và lành 99% như thế này nha. Rất là giá trị luôn nha mọi người. Bác nào yêu thích thì cứ inbox cho em.